Xin kính chào các quý vị. Vâng, hãng JBL đến từ đất nước Mỹ là một hãng rất nổi tiếng và có tính truyền thống lâu đời. Và hãng JBL thì có nhiều dòng sản phẩm, có thể loa for styling và các dòng reference để tham chiếu. Và trong đó cũng có một dòng loa mà được Audiophile cũng hết sức chú ý và nhiều người chơi muốn tìm đến. Đó là những dòng loa bookshelf monitor. Và trước mặt các bạn đây chính là đôi 4349. Và đây là một trong những dòng monitor lớn của hãng, vừa có thể kết hợp làm cho phòng thu, cũng có thể là trải nghiệm âm nhạc nghe tại nhà. Và chúng ta sẽ cùng xem 4349 này hôm nay thì cùng ghép với một âm ly nào. Với 4349 thì đây là một đôi loa bắt bằng giấy. Nhưng khi tôi nhận về thì tôi cũng chưa bóc, vì đây trên này là vẫn còn đang ở dạng tình trạng nguyên siêu các bạn ạ. Và qua tạp chí của hãng gửi thì chúng tôi chỉ biết đây là một loa mà có cái thể tích tương đối là lớn, nó lên tận 34 kg. Và nó có hai loa, một loa chép và một loa bát. Và một cái bát là bát 30 là tôi cảm thấy rất là ưng rồi, vì cái khẩu độ này mà để nghe ở trong không gian của nhà Việt thì rất là tuyệt vời. Và để phối ghép với nó thì chúng tôi sẽ dùng đến một chiếc MA8950 này. Đây là một phiên bản mới nhất của hãng và có công suất lên tới 250W. Nhưng nói gì thì nói thì cũng vẫn phải là thực tế để các bạn nhìn thấy chiếc âm ly này nó đẹp như thế nào, và cái công suất danh định nó ra làm sao, và cái màu sắc âm thanh của hãng bao nhiêu tốt này thì nó có cái gì đặc biệt, thì chúng ta cùng trải nghiệm ngay. Vâng, những sản phẩm đến từ Mỹ thì luôn luôn có một cái thể tích rất là lớn, cái trọng lượng khối. Nếu mà chúng ta nhìn thấy đây thì đây là một thể tích khối lên tận 45 cân cho một chiếc âm ly. Và qua đây thì chúng ta đã cảm nhận này. Đầu tiên khi các bạn mua thì các bạn sẽ thấy ngay một quyển catalog của MA8950. Và một phiếu bảo hành của công ty lên đến tận 2 năm các bạn ạ. Bảo hành chính hãng 2 năm các bạn nhé, nên các bạn khi các bạn mua đây các bạn rất yên tâm để dùng. Và trên được cái mặt này thì người ta đã đóng được ở trên một cái vào trong các cái tấm ni lông như này. Và dưới tấm ni lông này thì bên cạnh đây thì bên sườn đây thì nó có một cái remote HR085 để dành riêng cho chiếc Intergate này. Và một cái dây nguồn theo máy, nó có mã số là 170200. Đây là một chiếc âm ly, nó có công suất danh định lên tới 200W cho một kênh. Thì tôi nghĩ là với hiện tại bây giờ thì với những dòng loa mà có trở kháng từ 4 đến 8 ohm mà hiện tại đang có mặt trên thị trường thì chắc cũng là sẽ là một đối tác rất đặc biệt của chiếc âm ly này. Và bây giờ thì tôi sẽ đưa chiếc âm ly lên kệ, vì chiếc âm ly này thì nó phải cần một chút kỹ thuật hơn nữa. Tức là khi mình phải lật lên và nó có một cái tấm chống sốc ở phía dưới để đảm bảo khi các bạn vận chuyển có thể là để ngang hoặc để nghiêng. Nhưng mà tuyệt đối là các bạn không được úp ngược nó xuống, thì nó cũng vẫn đảm bảo cho các bạn được cái độ an toàn của chiếc âm ly này. Vâng, sau khi đưa chiếc âm ly MA Magnetot 8950 lên trên kệ thì các bạn thấy cái độ đẹp của nó. Phải công nhận là cái màu xanh lá của cái dòng Magnetot này nó rất cuốn hút cái mắt của người nhìn. Cái thứ hai là với những dàn ốc mà bao nhiêu năm để vẫn không thay đổi, nó vẫn là cái sự hiện diện của Magnetot. Và còn bây giờ, cái nhân vật chính tôi muốn dành cho các bạn chính là cặp loa 4349. Các bạn nhìn thấy đây là hai cặp loa, một cặp loa vẫn còn nguyên siêu cả hai thùng. Và trên này thì nó có bảng hướng dẫn để chúng ta cùng bóc. Và bây giờ thì tôi sẽ trải nghiệm bóc luôn cùng các bạn. Tuy là dòng monitor nhưng mà nó có trọng lượng tương đối là lớn các bạn ạ. Rồi, nó được đóng ở trong hai cái lớp thùng cắt tông này rông rất là chắc chắn. Tiếp tục thêm một thùng này nữa. Thì các dòng này nó cũng được xếp vào trong những dòng cao cấp của hãng này. Nên cái sự chu đáo của trong cách đóng gói là cũng là rất là tuyệt vời. Khi bóc ra thì các bạn sẽ thấy ngay một cái quyển catalog để hướng dẫn cách sử dụng. Và cặp loa này nó là 12 inch và hai way, tức là nó là hai, một cái loa tweeter và một loa mid bass. Cái này thì chúng ta có thể đọc và nghiên cứu sau, còn bây giờ thì tôi nóng ruột quá rồi, muốn bóc thử trải nghiệm luôn. Trên này có mình xốp thì tôi vẫn muốn kiểm tra xem ở dưới xốp này là có cái gì không. Để không có gì. Và để tôi sẽ cùng nhân viên kỹ thuật thì úp xuống để kiểm tra.
Vâng, cái cảm nhận đầu tiên khi các bạn nhìn thấy có một cái họng kèn lớn hơn tôi tưởng tượng. Và đây thì cũng là hy vọng là một chiếc monitor Buxell này thì nó sẽ cho một cái chất âm thật hoàn hảo. Vì cái họng kèn này nhìn trông tuyệt vời quá các bạn ạ. Nó có độ khuếch đại âm thanh này tôi nghĩ rất là mỹ mãn, nhưng mà tại sao thì cái dòng monitor này thì người ta lại không lấy cái âm thanh ở giải cao thật là cao mà ta chỉ lấy ở cái mức độ cao thôi, lên tới 25 kHz thôi. Thì tôi nghĩ đây cũng là một cái tiêu chí riêng của dòng monitor này, để muốn tìm một thứ âm thanh chính xác, một thứ âm thanh đẹp, một thứ âm thanh hay. Còn đây là các cái nút tinh chỉnh của các cái giải high và giải mid, giải trên và giải dưới, thì các bạn có thể chỉnh theo về cái tần số. Còn bây giờ mà để bóc được cái căng này thì tôi thấy cũng hơi có vẻ hơi khó, là vì tôi đang đi găng tay. Bóc ra hơi hơi khó. Thôi, tôi sẽ dừng cái việc tiếp tục review bộ đôi sản phẩm này lên trên kệ, và chúng ta lúc này sẽ bỏ cái căng ra và cảm nhận thực tế và trải nghiệm xem cái mức độ âm thanh đánh của cặp 4349 này như thế nào. Và các bạn hãy nhớ tiếp tục theo dõi tiếp YouTube của Thiên Hà Audio chúng tôi để cảm nhận sự mắc kim tốt đánh cả JBL như thế nào.